có độc khí ở trong ruột gan mình cho mày cả hết trơn. Hết bệnh đi ha, hết chướng ngại đi ha. Hay quá ha. Ủa, cho nó minh mặn rồi. Rồi rồi. Uống cho nó minh mặn rồi. Nay con còn ăn cho con muốn nước. Rồi uống uống. Rồi rồi, cứ dùng uống đi. Trên con đường chúng tôi đang hướng lên trên đỉnh đỉnh núi của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Cửu Hoa Sơn. Và trên con đường đi này thì vào tháng tư này, mặc dầu trời cũng mát mà nhưng vì cũng có ánh nắng nên cũng cần phải đội nón che dù. Và con đường cao xa như vậy nên thân nhiệt cũng nhiều, do vậy quý vị cũng không cảm thấy lạnh. Và xin mời xem được cái quang cảnh mà chúng ta thấy được rất là đẹp tại nơi đây. Trước mặt chúng tôi là con đường tiếp tục lên Cửu Hoa Sơn và hướng về trên đỉnh núi Cửu Hoa Sơn, nơi ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thật ra ngài Địa Tạng Bồ Tát được thờ ở ngang lưng chừng của núi, và đây chỉ là đỉnh núi để lên đảnh lời Tam Bảo chư Phật ở trên đỉnh núi này. Và đây là đỉnh núi Cửu Hoa Sơn, chúng tôi chiến thắng đã lên được tới nơi. Hai con đường như vậy thì trời hiện nay cũng có nắng nên quý vị thấy có đội nón. Và đây là đỉnh cao nhất của Cửu Hoa Sơn trong tứ đại danh sơn Trung Quốc, thì ngọn núi này là đẹp và cao nhất. Mời quý vị xem lại cái thân. Chúng con đã tạo nhiều sai lầm tội lỗi, từ tham sân si và thân khẩu ý trụng trụng mà sanh nhiều nghiệp chướng. Nay trước ngài Địa Tạng Bồ Tát, chúng con đều xin sám hối. Trước mặt chúng tôi đây là khu chánh điện để tôn thờ tiền thân của ngài Bồ Tát Địa Tạng, là hoàng tử Kim Kiều Giác, người Nam Hàn. Và xin được đọc tiếp về ý nghĩa hồng danh Địa Tạng, có nghĩa như là đất đai rộng lớn chứa hết vạn vật. Địa Tạng Vương Bồ Tát có một chùm lông trắng xoáy nằm ở trên trán giữa hai mắt, tay trái cầm như ý châu, tay phải cầm tích rượu, có 6 vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Có nhiều sự tích về ngài, nhưng 2 ấn bản về thân thế được lưu truyền nhất về ngài phải kể đến là Đức Địa Tạng sinh ra vốn trong một gia đình thuộc dòng dõi Bà La Môn, tên là Kolita Mongalia, hay còn gọi là Mục Kiền Liên. Ngài là người có đức có tâm, nhưng bà Thanh Đề, mẹ ngài, lại mang nhiều sát nghiệp. Bà Thanh Đề chết đi, bị đày xuống vô gián địa ngục, phải chịu sự trừng phạt đau đớn không thể siêu thoát. Một Kiền Liên thương mẹ, thiền định niệm Phật trước linh cữu bà nhiều ngày. Đức Phật cảm động nói với ngài: vào ngày rằm tháng 7, hãy cùng chư tăng tổ chức một buổi lễ để cầu nguyện và hộ niệm cho Cửu Huyền Thất Tổ và mẹ ngài. Một Kiền Liên làm theo, cuối cùng bà Thanh Đề cũng được giải thoát. Về sau, ngài cùng một người bạn từ thuở niên thiếu
Upatissa, Xá Lợi Phất, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thu nhận làm đệ tử. Đây cũng chính là điểm tích nói về Vu Lan, xá tội vong nhân vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm, và là ngày những người con nhớ ơn công lao sinh dưỡng và tình yêu của mẹ. Biết được có nhiều người cũng xa chân vào chốn lầm than, ngài đã đến trước Đức Phật nói rằng ngài nguyện xuống địa ngục cứu vớt chúng sanh, bao giờ địa ngục hết, chúng sanh lầm than mới sinh thành Phật. Ấn bản thứ hai lưu truyền rằng ngài là hoàng tử xứ Tân La thuộc Nam Hàn, tên là Kim Kiều Giác. Tuy là người sinh trong hoàng tộc, nhưng hoàng tử Kim Kiều Giác là người giản dị, đạm bạc, thích đọc sách thánh hiền. Ngài năm 24 tuổi ngài xuất gia. Dắt theo một con chó trắng tên là Thiện Thích, đi khắp nơi tìm chốn thanh tịnh để tĩnh tu. Cuối cùng ngài chọn cái núi Cửu Hoa và thiền định tròn 75 năm tại đó. Và chúng ta đang đứng là trên đỉnh Cửu Hoa Sơn. Đây là trên đỉnh Cửu Hoa Sơn. Và nơi đây có thờ cái hình tượng của vị Thái tử là tiền thân của ngài Di Lặc Bồ Tát. Và chúng tôi, tất cả mọi người thành tâm lễ bái chư Phật cùng chư Bồ Tát cùng các vị thánh hiền tăng. Địa Tạng Vương là vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh dưới địa ngục và bảo vệ trẻ em. Nhiều người tin rằng những đứa trẻ hiểu mạng vì thương nhớ cha mẹ và người thân nên quanh quẩn bên sông, không chịu qua cầu Nại Hà đi đầu thai. Lúc này Đức Địa Tạng sẽ xuất hiện an ủi, giảng dạy và giúp đỡ chúng tạo công đức qua sông. Tại Trung Quốc, trú xứ của ngài Địa Tạng Vương là núi Cửu Hoa, trong một trong tứ đại danh sơn. Và chúng tôi đang đi từ trên đỉnh núi mà đi xuống dưới chân núi đó, quý vị thấy cái chiều cao là như vậy. Khi quay phim thì không thấy rõ được cái chiều cao rõ ràng, nhưng khi đi ra ngoài thì hình ảnh rất là cao. Và hiện trời đây cũng có khí hậu âm âm, có nắng nhiều nên số người cũng cần phải đội nón. Đó là về lịch sử của ngài Địa Tạng theo các mẫu truyền thuyết. Và trong thời gian chúng ta đang còn ở Cửu Hoa Sơn, nơi ngài Bồ Tát Địa Tạng đây, xin tìm hiểu về ngài Địa Tạng. Địa Tạng tiếng Phạn tên là Khất Hoa Đề Bà Sa, tiếng Trung Hoa gọi đủ là U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài giáng sinh vào ngày 13 tháng 7 âm lịch. Địa Tạng Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi là cảnh thứ hai trong sáu cõi trời dục giới, trên đỉnh núi Tu Di cõi Diêm Phù Đề. Theo kinh Phật, ngài là vị Bồ Tát hiện thân trong lục đạo, sáu đường gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên, chính là sáu đường luân hồi của chúng sanh. Để cứu độ mọi chúng sanh từ trên trời cho tới địa ngục, cho nên gọi là đại nguyện, có nghĩa là muốn cứu độ hết mọi chúng sanh trên thế gian. Kinh Địa Tạng bản nguyện chép, khi Đức Phật Thích Ca lên cung trước mặt chúng ta, đây là dấu bàn chân của hoàng tử Kim Kiều Giác, là vị tiền thân của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, và đây là dấu ấn chân được ghi lại trên mảnh đất đây. Xin tiếp theo về phần kinh Địa Tạng bản nguyện chép, khi Đức Phật Thích Ca lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho thánh mẫu nghe, giữa chốn đại hội đủ hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát và các vị thánh chúng, ngài ân cần phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng rằng:
Ta đem việc chúng sanh ở cõi trời và cõi người chưa thoát khỏi tam giới, lục đạo còn bị ở trong nhà lửa. Nhờ cậy ở Bồ Tát đừng để cho chúng sanh ấy đày đọa trong một nơi ác đạo. Kinh còn chép, ở vào khoảng sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ mà Đức Di Lặc chưa ra đời thì Đức Bồ Tát Địa Tạng thường hiện thân vào cõi nhân gian, cõi thiên giới và cõi địa ngục để cứu khổ cho chúng sanh. Bởi có lời phó chúc của Phật và lại có thần thông rất lớn nên Địa Tạng Bồ Tát thường hay biến hiện lên xuống trong lục đạo để hóa độ chúng sanh. Ngài hóa độ cho chúng sanh đang sống trong lục đạo nhẫn nhịn, an nhiên bất động như đất lớn, tĩnh lặng mà sâu kín như tàng chứa những điều bí mật nên gọi là Địa Tạng. Trong mật giáo, Bồ Tát Địa Tạng còn mật hiệu là Bi Nguyện Kim Cương hoặc là Giữ Nguyện Kim Cương. Trong Kim Cương giới thì hiện lại vị Bồ Tát ở phương Nam tên là Bảo Sinh Như Lai. Trong Thai Tạng giới, Địa Tạng là vị Trung Tôn Địa Tạng Tát Đoả trong chính Bậc Tôn. Trong thời gian từ sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn cho đến ngày trước khi Đức Phật Di Lặc ra đời, Bồ Tát Địa Tạng là người chịu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Bồ Tát nguyện cứu độ hết chúng sanh trong lục đạo rồi mới nguyện thành Phật. Bồ Tát hiện thân trong cõi người, cõi trời và trong địa ngục với dáng đầu tròn, tay cầm viên ngọc quý, tay kia cầm tích trượng. Cũng có thuyết nói Bồ Tát Địa Tạng là hóa thân của Diêm La Vương. Còn chỉ sau khi Đức Phật Thích Ca diệt khoảng 1.500 năm, Bồ Tát giáng sinh trong một gia đình ở nước Tần La, trước kia là Triều Tiên và nay là Nam Hàn, họ Kim, tên là Kiền Giác. Năm Vĩnh Huệ thứ 4, ngày 24 tuổi thì cắt tóc đi tu. Bồ Tát thường dắt theo một con chó trắng rất đánh hơi cưỡi thuyền trên đất Giang Nam, Phủ Trì Châu, ở phía đông huyện Thanh Dương, có ngọn núi Cửu Hoa. Ngài lên đỉnh ngồi thiền 75 năm, đến năm Khai Nguyên thứ 6 đời Đường, vào đêm 30 tháng 7 thì thành đạo, lúc đó Ngài là 99 tuổi. Bây giờ có một vị quan trong triều là Mẫn Công vốn sốt sắng làm việc thiện, mỗi lần cúng trai cho 100 vị sư tăng. Một hôm thiếu mất một vị, Mẫn Công bèn lên núi mời Ngài Đông Tăng tức Bồ Tát Địa Tạng tới dự lễ cho đủ số. Ngài Địa Tạng xin một mảnh đất rộng bằng cái áo cà sa. Mẫn Công đồng ý, Bồ Tát cầm áo tung lên che kín cả ngọn núi, mọi người đều vui vẻ. Do Bồ Tát Địa Tạng có nhiều phép biến hóa nên Ngài có 6 danh hiệu gọi là Lục Địa Tạng như sau. 1. Đầu Đà Địa Tạng là hóa thân ở địa ngục, tay cầm tràng phan hình đầu người. 2. Bảo Châu Địa Tạng là hóa thân trong đọa đạo ngạ quỷ, tay cầm bảo châu. 3. Bảo Ấn Địa Tạng là bậc hóa thân trong đạo súc sanh, duỗi tay kết bảo ấn như ý. 4. Trì Địa Tạng là hóa thân trong đạo Atula, thường hai tay nâng quả đất biểu hiện cho sự giúp, sự nâng đỡ ủng hộ Atula. 5. Trừ Cái Chướng Địa Tạng là hóa thân trong nhân loại, trừ tám món khổ che lấp cho nhân loại. 6. Nhật Quang Địa Tạng là bậc hóa thân trong cõi trời, ánh sáng soi tỏ ngủ suy của người và trời mà diệt trừ mọi phiền não. Kinh Liên Hoa Tam Muội chép, Địa Tạng Bồ Tát có hiệu là Thắng Quân Địa Tạng, đầu đội mũ trụ, mặc áo giáp Đà La Ni, đeo con dao lớn kim cương trí, vác cành phướng phát âm tu hành, cầm thanh gươm trảm ác nghiệp phiền não quân. Hai bên tả hữu có hai đồng tử là Chướng Thiện và Chướng Ác đứng đầu, đứng hầu. Đó là hình dung khác. Cái tướng của Địa Tạng rất dũng mạnh về sự đánh phá những điều tàn ác, làm cho những sự quang minh từ thiện được thắng lớn. Kinh Địa Tạng Bản Nguyện còn chép
nhiều chuyện như nói ngài thường hiện ra người nhi nữ để cứu cho cha mẹ thoát khỏi nơi địa ngục mà sinh về cõi cực lạc. Bởi vậy, người ta gọi kinh ấy là sách hiền kinh của nhà Phật. Trong kinh có chỗ nói rõ, khi người ta chết rồi, cứ 7 ngày vong nhân bị một lần xét hỏi về cái nghiệp quả của mình. Đến ngày thứ 49 là ngày 7 lần 7 thì định xong, ai có cái nghiệp thế nào phải chịu như thế. Kinh ấy lại tả rất tường tận các thứ địa ngục ở âm phủ, vậy nên người ta theo đó mà làm ra các động thập điện ở trong các chùa để trừng giới những người gian ác. Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị trong thời gian xem lại những đoạn video của Tứ Đại Danh Sơn cùng chúng tôi lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, ngõ hầu mở rộng chánh kiến trên con đường tu học giải thoát, vượt khỏi sanh tử, ra khỏi dòng tam giới. Kinh Trung A Hàm, Kinh Hà Khổ. Bà La Môn Sanh Văn bèn hỏi: Cù Đàm, người tại gia có những sự khổ nào và người xuất gia có những khổ nào? Đức Thế Tôn trả lời rằng: Người tại gia vì không được tự do mà khổ, người xuất gia vì tự do mà khổ. Bà La Môn Sanh Văn lại hỏi: Cù Đàm, tại sao người tại gia vì không được tự do mà khổ, và tại sao người xuất gia vì tự do mà khổ? Thế Tôn đáp: Nếu người tại gia mà tiền tài không tăng trưởng, kim ngân, chân châu, lưu ly, thủy tinh thảy đều không tăng trưởng, xúc một lúa gạo cùng nô tỳ sai dịch cũng không tăng trưởng, lúc bấy giờ người tại gia u sầu khổ não. Do sự kiện này mà người tại gia có nhiều u tư khổ nhọc, trong lòng mang nhiều sầu bi. Này Bà La Môn, nếu người xuất gia học đạo mà sống theo dục vọng, theo sân nhuế ngu si, lúc bấy giờ người xuất gia học đạo có nhiều u sầu khổ não. Do sự kiện này mà xuất tại gia có nhiều u tư khổ nhọc, trong lòng mang nhiều sầu bi. Này Bà La Môn, như vậy người tại gia vì không được tự do mà khổ, và người xuất gia học đạo vì tự do mà khổ. Bà La Môn Sanh Văn lại hỏi: Cù Đàm, tại gia có những gì quan lạc, và xuất gia học đạo có những gì quan lạc? Thế Tôn đáp: Tại gia vì tự do mà quan lạc, xuất gia học đạo vì không tự do mà quan lạc. Bà La Môn Sanh Văn lại hỏi: Cù Đàm, tại sao tại gia vì tự do mà được quan lạc, và tại sao xuất gia học đạo vì không tự do mà được quan lạc? Thế Tôn đáp: Này Bà La Môn, nếu người tại gia mà được tiền tài tăng trưởng, kim ngân, chân châu, lưu ly, thủy tinh đều được tăng trưởng, lúa gạo và nô tỳ sai dịch cũng đều được tăng trưởng, lúc bấy giờ tại gia là khoái lạc hoan hỷ. Do sự kiện này mà người tại gia nhiều khoái lạc hoan hỷ. Này Bà La Môn, người xuất gia học đạo sống không tùy theo dục vọng, không tùy theo sân nhuế, lúc bấy giờ xuất gia học đạo khoái lạc hoan hỷ. Do sự kiện này người xuất gia có nhiều khoái lạc hoan hỷ. Này Bà La Môn, như vậy người tại gia vì tự do mà được hoan hỷ, mà người xuất gia vì không tự do mà được hoan hỷ. Tiếp tục kinh Văn Đức trong bộ kinh Trung A Hàm. Bà La Môn Sanh Văn bèn hỏi đệ tử của Sa Môn Cù Đàm: Hoặc có người tại gia, hoặc có người xuất gia học đạo, nhưng vì mục đích gì mà bát văn tụng tập? Thế Tôn đáp:
đệ tử của ta, hoặc tại gia hay xuất gia học đạo mà bác văn tụng tập là muốn tự điều phục, muốn tự tịnh tịnh, tự kiềm cầu cứu cánh tịnh diệt. Này Bà La Môn, đệ tử của ta tại gia hay xuất gia học đạo vì mục đích này mà bác văn tụng tập. Bà La Môn sanh văn lại hỏi: Này Cù Đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt chăng? Bác văn tụng tập có công đức chăng? Thế Tôn nói: Này Bà La Môn, bác văn tụng tập có sự sai biệt, bác văn tụng tập cũng có công đức. Bà La Môn sanh văn hỏi: Cù Đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt gì, có công đức gì? Thế Tôn nói: Này Bà La Môn, đa văn thánh đệ tử ban ngày làm các công nghiệp cốt để mưu cầu lợi ích, nhưng công nghiệp của họ thất bại không thành. Khi những công nghiệp của họ thất bại không thành, họ không ưu sầu phiền muộn, khóc than, không vật mình áo não, không phát cuồng. Này Bà La Môn, nếu đa văn thánh đệ tử ban ngày làm các công nghiệp mà những công nghiệp ấy thất bại không thành, dù những công nghiệp ấy đã thất bại không thành, họ không ưu sầu phiền muộn, khóc than, không vật mình áo não, cũng không phát si phát cuồng. Bà La Môn, đó là bác văn tụng tập có sự sai biệt có công đức này. Lại nữa, này Bà La Môn, đa văn thánh đệ tử có những gì yêu thương mà bị đổi thay, tán thất không còn xung hợp, cách biệt, chia liệt, nhưng vẫn không ưu sầu phiền muộn, khóc than, không vật mình áo não, cũng không phát si phát cuồng. Này Bà La Môn, nếu đa văn thánh đệ tử có những gì yêu thương mà bị đổi thay, tán thất không xung hợp, cách biệt, chia lìa, nhưng vẫn không ưu sầu phiền muộn, khóc than, không vật mình áo não, cũng không phát si phát cuồng. Này Bà La Môn, đó là bác văn tụng tập và có sự sai biệt có công đức này. Đồng kinh Trung A Hàm, kinh Văn Đức. Lại nữa, này Bà La Môn, đa văn thánh đệ tử biết rằng những tài vật sở hữu này thảy đều vô thường, nên nghĩ đến sự xuất gia học đạo. Này Bà La Môn, nếu đa văn thánh đệ tử biết rằng những tài vật sở hữu thảy đều vô thường, nên nghĩ đến sự xuất gia học đạo. Này Bà La Môn, đó là văn tụng tập mà có sự sai biệt có công đức này. Lại nữa, này Bà La Môn, đa văn thánh đệ tử sau khi biết rằng tài vật sở hữu thảy đều vô thường, bèn cạo bỏ râu tóc, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Này Bà La Môn, nếu đa văn thánh đệ tử sau khi biết rằng những sở hữu tài vật thảy đều vô thường, bèn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Này Bà La Môn, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt có công đức này. Lại nữa, này Bà La Môn, đa văn thánh đệ tử có thể nhẫn nại đói khát, lạnh nóng, mũi mồng, chí rạch, gió nóng, bức bách, tiếng dữ, gậy hèo cũng có thể nhẫn. Thân thể gặp các thứ bệnh tật rất đau đớn, gần như tuyệt mạng, và những điều không khả lạc thảy đều có thể nhẫn nại. Này Bà La Môn, nếu đa văn thánh đệ tử có thể kham nhẫn đói khát, lạnh nóng, mỏi mòn, chí rận, gió nắng, bức bách, tiếng dữ, gậy hào cũng có thể nhẫn. Thân thể gặp các bệnh tật rất đau đớn, gần như tuyệt mạng, và những điều không khả lạc thảy đều có thể nhẫn nại. Này Bà La Môn, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt có công đức này.
Lại nữa này Bà La Môn, Đa Văn Thánh đệ tử nhẫn nại những điều không quan lạc. Khi những điều không quan lạc đã sanh, trong lòng không hề bị vướng bận. Này Bà La Môn, nếu Đa Văn Thánh đệ tử nhẫn nại những điều không quan lạc, khi những điều không quan lạc đã sanh, trong lòng không hề bị vướng bận. Này Bà La Môn, đó là bát văn tụng tập và có sự sai biệt ở trong đỉnh này. Lại nữa, này Bà La Môn, Đa Văn Thánh đệ tử nhẫn nại sự sợ hãi. Khi sự sợ hãi phát sanh, trong tâm không hề bị vướng bận. Này Bà La Môn, nếu Đa Văn Thánh đệ tử nhẫn nại sự sợ hãi, khi sự sợ hãi phát sanh, trong tâm không hề bị vướng bận. Này Bà La Môn, đó là bát văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. Lại nữa, này Bà La Môn, Đa Văn Thánh đệ tử khi sanh khởi ba niệm ác bất thiện là niệm dục, niệm sân và niệm hại. Với ba niệm ác bất thiện này, trong tâm hồn, trong tâm không hề bị dính trước. Này Bà La Môn, nếu Đa Văn Thánh đệ tử phát sanh khởi ba niệm ác bất thiện, niệm dục, niệm sân và niệm hại, với ba niệm ác bất thiện này, trong tâm không hề bị dính trước. Này Bà La Môn, đó là bát văn tụng tập mà có sự sai biệt có công đức này. Trước mặt chúng tôi, quý vị thấy quý vị đang đầy bài tất cả đồ ra, đó là vì tất cả mọi người đều quá cân quá ký, và nay là phải dồn lại để không bị phạt khi lên máy bay, vì vẫn còn tiếp tục chuyến máy bay nội địa nên tất cả hành lý phải gọn ghẽ, bằng không là bị phạt. Do đó mà tất cả hành lý nay được bày ra và tóm gọn lại cho nó gọn ghẽ. Đó là tại sao mà quý vị thấy nó bày ra đầy đủ như vậy. Rồi xin tiếp. Lại nữa, này Bà La Môn, Đa Văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiền thành trụ, thành tựu an trụ. Này Bà La Môn, nếu Đa Văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiền thành tựu an trụ, thì này Bà La Môn, đó là bát văn tụng tập mà có sự sai biệt của công đức này. Tiếp theo kinh Vũ Thế, Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp bất thối khác, các ngươi hãy lắng nghe suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo bạch Phật: Kính vâng, Phật nói những gì là bậy? Nếu chúng tỳ kheo không hành nơi thế nghiệp, không quan lạc nơi thế nghiệp, không tập quán thế nghiệp, thì chúng tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thái. Nếu chúng tỳ kheo không hành nơi phiếm luận, không quan lạc nơi phiếm luận, không tập quán nơi phiếm luận, không hành nơi tụ hội, không quan lạc nơi tụ hội, không thân cận nơi tụ hội, không hành nơi sự kết hợp hỗn tạp, không quan lạc nơi sự kết hợp hỗn tạp, không tập quán sự kết hợp hỗn tạp, không hành ngủ nghỉ, không quan lạc ngủ nghỉ, không tập quán ngủ nghỉ, không vì lợi ích, không vì tiếng khen, không vì người khác mà tu hành phạm hạnh, đối với quả thấp, đối với quả cao, không nửa chừng gián đoạn, nỗ lực hướng thượng, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Nếu tỳ kheo thực hành bảy pháp bất thối này, thọ trì không trái phạm, thì tỳ kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. Ta đây là đoạn đường đi từ Cửu Hoa Sơn đến Phổ Đà Sơn. Trên con đường này, chúng ta sẽ đi hướng về Thượng Hải. Quý vị thấy có những cây cầu rất dài của Trung Quốc, phải nói là đất nước mà gọi là đất nước Mỹ. Nói ra một cách tổng quát thì hệ thống giao thông của Trung Quốc bằng hoặc là hơn nước Mỹ chứ không phải kém đâu.
Trung Quốc thời gian gần đây rất là tiến bộ về các hạ tầng cơ sở. Chính thức là chúng tôi, bản thân tôi đây là Phước Tài Henry Phan, đã đi Trung Quốc nhiều lần, và những đoạn đường như vậy rất là nhiều trên lộ trình chánh của Trung Quốc. Đường xá quý vị coi rất là rõ ràng, sạch sẽ, và những đoạn đường dài cao tốc của Trung Quốc rất là tuyệt vời. Về cá nhân, tôi là Phước Tài Henry Phan, sống ở California, đi từ Bắc xuống Nam California. Đường xá cũng có những đoạn ngắn, đoạn dài, đoạn hẹp, mặc dầu không gồ ghề, nhưng phải nói rằng so sánh giữa hai đoạn đường như vậy thì Trung Quốc vẫn bằng hoặc là hơn Mỹ Quốc, đặc biệt là California. Còn những đoạn đường ở miền Đông Hoa Kỳ, vì đường của miền Đông là tuyết băng nhiều nên phải cần sửa chữa, và đi những đoạn đường ở miền Đông Hoa Kỳ là phải trả tiền thuê, tiền tô xe. Vừa mới đi qua các tiểu bang New York, quý vị có tưởng nghĩ rằng một đoạn đường như vậy thâu từ $5 tới $10, $16 là chuyện bình thường, chóng mặt. Và những đoạn đường của Trung Quốc như vậy, quý vị thấy sự thâu tô tiền xe rất là ít, gần như là không nhiều. Còn những đoạn đường mà miền Đông Hoa Kỳ vì bão, vì tuyết, vì hư đường, và những đoạn đường lên tới cả $15-$16 là chuyện gần như chóng mặt. Đó là chuyện thật, để cho quý vị có thể xem phim để thấy được sự khác biệt của các con đường của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thì đường Hoa Kỳ thì cũng vẽ như vậy, Trung Quốc có bộ vẽ còn đẹp hơn nữa đó. Đây không phải là vua nịnh, mà nhưng đây là những... quý vị mà đi Trung Quốc thường rồi sẽ thấy cái con đường vĩ đại về kỹ nghệ của Trung Quốc rất là vĩ đại. Mặc dầu chúng ta nói rằng Trung Quốc thường hay là copy, thường hay dựa bản sao, thì đó là cốt tủy của Trung Quốc. Mà nhưng phải nói rằng nếu ta không cẩn thận thì Trung Quốc sẽ vượt qua về kinh tế, quân sự và các vũ khí qua mặt Mỹ. Nếu Mỹ không quan trọng thì Trung Quốc qua mặt là chuyện cần phải chóng mặt. Xin tiếp tục về kinh Trung A Hàm, kinh phân biệt lục xứ. Như Lai thuyết pháp cho đệ tử là vì mến yêu, mưu cầu nhiều thiện lợi và hữu ích, an ổn và khoái lạc, phát khởi tâm từ bi, bảo rằng đây là lợi ích, đây là khoái lạc, đây là lợi ích khoái lạc. Nếu các đệ tử kia mà không cung kính, không thuận hành, không xác lập nơi trí, tâm không thực hành pháp, tùy pháp, không thọ chánh pháp, làm trái lời Thế Tôn, không thể đắc định. Nhưng Thế Tôn không vì thế mà buồn rầu, Thế Tôn chỉ xả mà không làm gì, thường chánh niệm, chánh trí. Đó là niệm trụ thứ nhất mà bậc thánh tu tập, sau khi đã tu tập mới có thể giáo hóa độ chung. Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử là vì mến yêu, mưu cầu nhiều thiện lợi và hữu ích, an ổn và khoái lạc, phát khởi tâm từ bi, bảo rằng đây là lợi ích, đây là khoái lạc, đây là lợi ích khoái lạc. Nếu đệ tử kia cung kính thực hành theo chánh trí, tâm thực hành pháp và tùy pháp, thọ trì chánh pháp, không trái lời Thế Tôn đắc định, thì Thế Tôn cũng không vì thế mà hoan hỷ, Thế Tôn chỉ xả mà không làm gì cả, thường chánh niệm, chánh trí. Đó là niệm trụ thứ hai mà bậc thánh tu tập, sau khi đã tu tập mới có thể giáo hóa độ chúng. Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử là vì mến yêu, mưu cầu nhiều thiện lợi và hữu ích, an ổn và khoái lạc, phát khởi tâm từ bi, bảo rằng đây là lợi ích, đây là khoái lạc, đây là lợi ích khoái lạc. Nhưng có đệ tử không cung kính, cũng
không thực hành, không vững chánh trí, tâm không hướng đến pháp, tùy pháp hành, không thọ trì chánh pháp, trái lời Thế Tôn không thể đắc pháp. Trái lại có đệ tử cung kính thực hành vững chánh trí, tâm quy hướng đến tùy pháp, hành thọ trì chánh pháp, không trái lời Thế Tôn đắc định. Thế Tôn cũng không vì thế mà buồn rầu hay hoan hỷ. Thế Tôn chỉ xả mà không làm gì cả. Thường chánh niệm chánh trí. Đó là niệm thứ ba mà bậc thánh tu tập sau khi đã tu tập mới có thể giáo hóa được chúng. Nói rằng có ba niệm trụ là những điều mà bậc thánh tu tập sau khi tu tập mới có thể giáo hóa độ chúng, là nhân đó mà thôi. Kinh Trung A Hàm, kinh Câu Lâu Sâu Vô Tránh. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: nay ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe. Pháp ấy vi diệu ở phần đầu, vi diệu ở quãng giữa và đoạn cuối cũng vi diệu, có nghĩa có vang đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh, gọi là kinh phân biệt vô tránh. Các ngươi hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Bây giờ các tỳ kheo vâng lời lắng nghe Phật dạy. Đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hành vi của phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không phải thánh hạnh, không tương ứng với nghĩa. Xa lìa cực đoan này thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Có tán thán và chỉ trích, có sự không tán thán và không chỉ trích, mà chỉ nói pháp. Quyết định đúng mức, và sau khi đã biết quyết định, thường tùy cầu sự lạc nào đã có bên trong. Đừng nói lời ám chỉ, cũng đừng đối mặt khen ngợi. Nói vừa phải, chứ đừng nói quá giới hạn. Tùy theo phong tục địa phương, đừng nói thị phi, đừng nói phi. Đó là những vấn đề của kinh phân biệt vô tránh. Đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hành vi của phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ứng với cứu cánh. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân nào? Ở đây, đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hành vi của phàm phu. Đây nói về một cực đoan. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ứng với nghĩa. Đây nói về một cực đoan nữa. Do bởi sự kiện này mà nói đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, hành vi của phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, tương ứng với nghĩa. Xa lìa hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Vấn đề này được nói lên với những nguyên nhân nào? Ở đây, thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định, gọi là tám. Do bởi sự kiện này mà nói xa lìa hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành tự tai, tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Trước mặt chúng tôi đang đến bắt đầu sửa soạn đi vào thiền, đi vượt qua sông để đến Phổ Đà Sơn. Và đây là trạm đầu tiên để chúng tôi phải đi sang một con bè để đi vào Phổ Đà Sơn. Và quý vị coi cảnh của nơi đây rất là đẹp. Và Phổ Đà Sơn này nằm ở trong tỉnh gần Thượng Hải, và đây là tỉnh Chiết Giang. Đây là cửa vào Phổ Đà Sơn. Kính mời quý vị xem các phong cảnh rất là đẹp
các nhà cửa xây cất rất là đẹp. Kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào Phổ Đà Sơn. Và chúng tôi đã đi gần hết hành trình, và Phổ Đà Sơn là trạm sau cùng của tứ đại danh sơn của Trung Hoa. Mời quý vị cùng chúng tôi bước vào đây để sửa soạn lên một cái phà để đi qua Phổ Đà Sơn. Vì Phổ Đà Sơn nằm ở giữa biển trong một cái hòn đảo. Và kính mời quý vị cùng chúng tôi đến đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Đang ở tỉnh Chiết Giang, nơi núi Phổ Đà Sơn. Và chúng ta tìm hiểu về Chiết Giang là gì? Chiết Giang là một tỉnh ven biển phía đông Trung Quốc. Tên gọi Chiết Giang lấy theo tên cũ của con sông Tiền Đường chảy qua Hàng Châu. Tỉnh lỵ Chiết Giang, tên gọi tắt của tỉnh này là Chiết. Chiết Giang giáp với tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải về phía bắc, An Huy và Giang Tây về phía tây, và Phúc Kiến về phía nam. Phía đông giáp biển Hoa Đông. Trong tiếng Việt, Chiết Giang hay bị viết nhầm thành Chiết Giang. Chúng tôi phải mua vé để đi qua phà. Lịch sử của Chiết Giang. Từ khoảng 50.000 năm trước, vào thời đại đồ đá cũ, một giống người nguyên thủy gọi là Kiến Đức đã sinh sống tại Chiết Giang. Đến thời đại đồ đá mới, tại Chiết Giang trước sau đã xuất hiện văn hóa Thượng Sơn, văn hóa Tiểu Hoàng Sơn và văn hóa Khóa Hổ Kiều, văn hóa Hà Mẫu Đồ, văn hóa Gia Banh. Trong đó văn hóa Lương Chữ ước tính cách nay khoảng 5.000 năm thể hiện mức độ phát triển văn hóa rất cao tại Trung Quốc trong thời đồ đá mới. Đến đời Đại Đồ Đồng, khu vực Thái Hồ và sông Tiền Đường tiến vào thời kỳ văn hóa Mã Kiều. Người dân sống đó được gọi là Việt. Khi tiến hành khảo cổ tại khu vực Thái Hồ và sông Tiền Đường và đồng bằng Ninh Thiệu, người ta phát hiện được một số lượng lớn các di chỉ của văn hóa Mã Kiều. Nền văn hóa này phát triển độc lập và ít chịu ảnh hưởng của từ Trung Nguyên. Trước mặt chúng tôi là đang xuống và một chiếc phà để đi qua sông đến đảo Phổ Đà Sơn. Hiện nay chúng tôi đang trên chiếc phà để đi qua đảo Phổ Đà Sơn, và đây là ngọn sông Chiết Giang. Trong nhiều năm, bình quân tổng lượng tài nguyên nước của tỉnh lỵ là 93 tỷ. Xét trên một đơn vị diện tích thì xếp thứ tư toàn quốc. Song do tỉnh có mật độ dân số cao, bình quân tài nguyên nước chỉ là 2 thước khối trên một người, thấp hơn mức bình quân của cả nước. Hệ thống các sông tại tỉnh Chiết Giang có đặc điểm đại bộ phận là sông ngắn, có lưu vực hẹp, diện tích sông và hồ chiếm khoảng 6.4% tổng số diện tích của tỉnh. Do Chiết Giang có địa thế cao ở Tây Nam và thấp ở Đông Bắc, đa số các sông bắt nguồn từ Tây Bộ hoặc Trung Bộ chảy xuống theo hướng Đông hoặc Đông Bắc rồi đổ ra biển Hoa Đông. Sông dài nhất có diện tích lưu vực lớn nhất tại Chiết Giang là sông Tiền Đường. Dòng đầu nguồn chính là Tân An, bắt nguồn từ khu vực Quy Châu của tỉnh An Huy. Dòng đầu nguồn phía nam là sông Lan, bắt nguồn từ huyện Khai Hóa. Hai dòng đầu nguồn này đến Trấn Mai Thành của Kiến Đức thì hợp dần rồi đổ ra vịnh Hàng Châu. Thái Hồ nằm trên ranh giới của hai tỉnh Chiết Giang
và Giang Tô, khu Ngô Hưng và huyện Trương Hưng của Hồ Châu nằm ở bờ nam của Thái Hồ. Trước mặt chúng ta đây là các hòn đảo nhỏ, và xa xa chúng ta sẽ thấy có tượng Bồ Tát Quan Âm được dựng tại biển Hoa Đông đây. Về biển đảo, bờ biển đại lục Chiết Giang khúc hiểu nước sâu, tổng chiều dài đường bờ biển là 6.646 cây số, đứng đầu cả nước. Vùng bờ biển Chiết Giang có nhiều vịnh lớn nhỏ, vùng biển của tỉnh là một bộ phận của biển Hoa Đông. Trong đó diện tích vùng nước nội thủy là 30.900 km vuông. Diện tích lãnh hải là 11.500 km vuông, bao gồm cả vùng tiếp giáp lãnh hải. Trung Quốc tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của tỉnh Chiết Giang rộng hơn 260.000 km vuông. Về khí hậu, Chiết Giang nằm ở vùng chuyển tiếp khí hậu giữa đại lục Âu Á và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Có khí hậu cận nhiệt đới, gió mùa điển hình, bốn mùa rõ rệt. Mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5, mưa nhiều và khí hậu cũng biến đổi lớn. Mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9, mưa kéo dài và nhiệt độ rất nóng. Ẩm, mùa thu có khí hậu ấm áp và khô, mùa đông không kéo dài, song nhiệt độ lạnh. Sau khi chúng tôi đi khoảng 20 phút thì đến bờ đảo và chúng tôi bước vào đảo, và đây là Phổ Đà Sơn. Mời quý vị cùng chúng tôi bước chân theo để đến đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm tại Phổ Đà Sơn này. Và xin mời quý vị tìm hiểu về Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn tên cũ là Tiểu Bạch Hoa, gọi là Bố Đà Lạt Già, tên khác là Mai Sầm Sơn. Phổ Đà Sơn nằm trong biển Đông Nam, huyện Định Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cách núi Chu Sơn 6 dặm, tiếp với Hàng Châu, truyền kỳ gọi là Nam Hải. Vị trí địa lý, ngọn núi dài 12 dặm, rộng 6 dặm rưỡi, chu vi hơn 40 dặm, phía đông dẫn đến Nhật Bản, phía bắc tiếp với Đăng Lai, phía nam trong về mảng Việt, phía tây thông với Ngôi Hậu, cách mực nước biển hơn 1.000 thước. Khí hậu ôn hòa, phong cảnh ưu nhã, đặc biệt là thánh địa Phật giáo Trung Quốc. Ngọn núi này cùng với Nga Mi Sơn của Tứ Xuyên, Ngũ Đài Sơn của Sơn Tây và Củ Hoa Sơn của An Huy hợp lại xưng là Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc. Truyền thuyết về Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng tôi đang đi bộ để vào trong hải đảo của Phổ Đà Sơn, và mọi người rất là hoan hỷ, vội vàng để đến đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, vì trong mỗi người chúng ta ai ai cũng gặp nhiều khó khăn khổ nạn, và không ai lại không niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, và vì trong lòng mọi người rất tin tưởng về vấn đề tha lực của Bồ Tát Quan Âm đang cứu khổ cho chúng sanh, nên dầu có mệt mỏi trong thời gian dài, chúng tôi cũng vẫn thấy không gì khó khăn mệt nhọc. Và đây là trạm cuối cùng của Tứ Đại Danh Sơn Trung Hoa. Truyền thuyết về Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là nơi đầu tiên Quán Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Theo truyền thuyết Trung Quốc,
Quán Thế Âm Bồ Tát vốn hiệu tên là Diệu Thiền, con gái thứ ba của Sở Trang Vương thời Xuân Thu, từ nhỏ ăn chay tin Phật, một lòng xuống tóc đi tu, nhưng bị vua cha kiên quyết bác bỏ rồi giết chết. Nhưng Diêm Vương lại làm cho nàng sống lại trên một tòa sen trên chiếc hồ cạnh Phổ Đà Sơn. Tại đây nàng phổ độ chúng sanh, hành thiện giúp thiên hạ. Chúng tôi được bạn hướng dẫn tập trung lại để bắt đầu lên xe bus để đi vào Phổ Đà Sơn. Giờ này của chúng tôi cũng khoảng là 2 giờ chiều rồi, nên chúng tôi phải trở về hotel sợ trễ, rồi qua ngày sau chúng tôi mới đi các chùa để đi đảnh lễ chư Phật và Bồ Tát. Con xin chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si u mê lầm lạc. Đường đi không có lối về. Ngày nay xin chư Phật mười phương chứng chi, ghi nhớ tỏ đường đời con thành tâm sám hối tu thân. Con lánh xa tội lỗi, luôn làm bao điều tốt lành, cho đời nở hoa từ bi. Ôi vui sướng thay, dứt sạch oan nghiệp trả vai. Con xin chấp tay quy mạng mười phương chư Phật, cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời vùng tối đam mê nương thân cửa Phật. Đường đi nay có lối về. Con xin chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si u mê lầm lạc. Đường đi không có lối về. Ngày nay xin chư Phật mười phương chứng chi, ghi nhớ tỏ tường đời con thành tâm sám hối lánh xa tội lỗi, luôn làm bao điều tốt lành, cho đời nở hoa từ bi.
sạch oan nghiệp trả vai. Con xin chấp tay quy mạng mười phương chư Phật, cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời vùng tối đam mê nương thân cửa Phật. Đường đi nay có lối về, cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời vùng tối đam mê nương thân cửa Phật. Đường đi nay có lối về. Bao năm xuôi ngược hồng trần, vui buồn khổ hạnh bao lần đắng cay, nương về đảm bảo Như Lai, Quan Âm mẹ đồ thiên đài ngát hương. Con về lại Quan trần thế nhân, từ xanh đắng cay bao lần con tranh nghiêm tu hành quê sớm. Nói hương lành Quan Thế Âm như ánh trăng soi đường con đi, hiếm nguy phân kỳ giữa nơi trần mênh mông. Bao sớm chớp mưa rông, xa lánh nơi phiêu bồng, nhẹ nhàng tâm không. Ôi Quan Thế Âm giọt nước canh hương, ban pháp màu để con qua cầu, không gái giàu từ xanh cõi trần. Thánh thót chuông ngân thơm át trầm, lời kinh diệu pháp liên hòa nhiễm màu bao la, pháp thân thanh tinh đắm đầy từ bi, chứng chi tâm lòng con chờ về đây. Mẹ hiền Quan Thế Âm, mẹ hiền ơi, con mỏi gót lãng du trong vô thường cát bồi, nắng chiếu tâm linh quằn vai gánh nặng, nay con gặp ân sư khai ngộ.